Đây là cái chuyện mà chính trường thế giới. Thưa quý khán giả, tin số 3 của chúng tôi ngày hôm nay liên quan đến việc nước Nga đã cho hồi sinh cái nhóm gọi là G8 nhằm để đối phó với G7. Bản tin chi tiết cho biết là nhóm 8 quốc gia không tham gia vào cuộc chiến trừng phạt nước Nga gồm có Trung Cộng, Ấn Độ, Nga, Indonesia, Brazil, Mexico, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ là thành lập một cái nhóm kêu là G8 để đối phó với nhóm G7 gồm có Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Italy và Canada, và sẽ tiếp tục rạn nứt về mức độ các lệnh trừng phạt liên quan đến nước Nga. Thưa quý khán giả, trong những ngày vừa qua với áp lực của nước Nga thì nhiều nước đứng ở giữa cũng như nhiều nước chần chừ lung lay vì cái vấn đề tuyên truyền của nước Nga, chiêu dụ của nước Nga, cho nên những cái tin tức mà chúng ta nghe một chiều thì sẽ nhìn thấy cái phía nước Nga đương đạt được những cái thành quả, chẳng hạn như có những cái việc mà làm cho Tây Phương bối rối, đó là trong hơn 100 ngày vừa qua, mặc dù là bị bao vây, bị trừng phạt, nhưng mà cái vũ khí của nước Nga vẫn bán được và xăng dầu cũng như là khí đốt của nước Nga vẫn bán được. Hồi xưa bán một ngày là 100 tỷ Mỹ kim, bây giờ thì còn lại 97, tức là gần được 1 tỷ, tức là xuống có chút xíu mấy trăm triệu thôi. Thì đó là những cái mà cho chúng ta nhìn thấy rằng cái cuộc đối đầu giữa phương Tây và nước Nga trong vấn đề kinh tế tới giờ phút này nó vẫn còn là một cái ẩn số mà chưa ai có thể đưa ra con số, tại vì nó quá mới mẻ.